Từ đầu tháng 7 năm 2021, chỉ vài ngày sau khi Phú Yên phát hiện chùm ca mắc COVID-19 đầu tiên, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã đưa một phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 từ Hà Nội vào tỉnh này để tăng cường năng lực xét nghiệm khẳng định của địa phương. Bên cạnh đó đã giảm tải cho phòng xét nghiệm của CDC Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Mỗi ngày, phòng xét nghiệm này có thể trả kết quả 700 đến 1.000 mẫu đơn bằng kỹ thuật PCR. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm là các giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã tiếp quản và sử dụng container xét nghiệm này từ ngày 4 tháng 7 đến nay. Mỗi kiếp xét nghiệm gồm 4 người, thay ca làm việc liên tục trong container chật hẹp, có khi 24/24 giờ để kịp thời trả kết quả chính xác cho các địa phương phục vụ truy vết, khoanh vùng dịch. Tiến sĩ Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, cho biết từ ngày 3 tháng 7, đoàn công tác gồm 120 người, trong đó có 20 y bác sĩ, còn lại là y sinh đã lên đường vào hỗ trợ Phú Yên chống dịch. Các thành viên của đoàn đã tham gia mọi mặt trận ở tuyến đầu, từ các phòng xét nghiệm đến đội điều tra dịch tễ, từ nhóm truy vết đến đội lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, từ các khu cách ly đến các cơ sở y tế điều trị những người bệnh mắc COVID-19.